Bài này đúng là cái bài Tuyền cần nhé, là chúng ta cần có một đội nhóm. Thì ở đây này, cái quy trình họ trả lương cho mình, gọi là quy trình trả thưởng, chính xác là trả lương cho mình ở trong cái mảng chuyên môn này nhé. Có nghĩa là chúng ta làm có chuyên môn và chúng ta làm hay không là việc của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta có trao kiến thức cho nhau bằng tất cả các công cụ khác nhau, nhưng chúng ta muốn làm việc với nhau nhé thì nó phải có một cái quy trình làm việc. Thì ở đây có thể giới thiệu qua cho tình Tuyền hình dung nhé. Chúng tôi đang vận hành toàn bộ cái tổ chức của chúng tôi theo cái quy trình này. Ví dụ ở đây này, nó có tên từ khóa là nhóm dinh dưỡng. Thực ra mình nghĩ đơn giản đây nó chỉ là một cái quán cà phê thôi, cũng giống như quán cà phê dưới nhà của tôi đấy. Thì đây nó chỉ là một cái quán dinh dưỡng ăn sạch. Có nghĩa là thay vì mọi người ra ăn cá bánh đa, ở Việt Nam này toàn ra ăn cá bánh đa, cứ bún phở các loại, thì mọi người cứ ai có tiền thì mua, còn ai bán hàng thì bán. Nhưng ở đây đấy, thì cái nhóm dinh dưỡng này nó có cái giá trị như này này, nó kết nối toàn thế giới và cả thế giới đều có những cái nhóm như này nhé, đều có nhóm như này, nhiều hoặc ít, hoặc là vùng miền, hoặc là rất là mạnh. Thì các cái nhóm nó tương tự như này, họ mở cái quán ra, họ bán cái gì ạ? Các cái đồ ăn ngũ cốc, có thể là cái hộp ngũ cốc giống như thi thảo thảo bán hay là mọi người bán đấy, hoặc là cái bột này. Cái bột này nó đơn giản chỉ giống như là cái ngày xưa người ta gọi là viên nén, nó gọi là cái gì nhỉ, cái gọi là cái gì nhỉ, lương khô đúng không? Thì ngày xưa là lương khô, nhưng bây giờ là lương khô dạng bột, có cả lương khô dạng ướt nữa nhé, lương khô dạng nước. Lương khô dạng nước là cái chai mà đóng nước đấy, uống ực phát đấy, nó giúp mình tăng sức khỏe thế này thế nọ kia đấy. Thì ở đây cái nhóm dinh dưỡng là toàn bộ học kiến thức từ đầu đến giờ, và khi học kiến thức từ đầu đến giờ, nếu như mình cảm thấy rằng là cái kiến thức của mình mà muốn chia sẻ cho người khác nhưng mình không chia sẻ được, thì sẽ có tạo ra những cái nhóm như này. Giả thiết như bây giờ tôi tạo cho Tuyền một cái thẻ, và cái thẻ đấy là mặc định Tuyền có một nhóm ở bên đấy là một mình Tuyền nhé. Và bây giờ trong trường hợp Tuyền có khách mà muốn chữa bệnh tiểu đường, huyết gút, huyết áp, mỡ máu gì gì đó, nhưng Tuyền không có thời gian chăm, Tuyền bảo thầy ơi, thầy có công cụ tốt, thầy chăm tốt hơn em, thầy chăm cho em bạn này, thì cái bạn đấy mặc định sẽ ở dưới tuyến của Tuyền. Có nghĩa là công ty họ có cái luật đó, và nếu như mình làm trái luật đó thì mình sẽ làm toang hết tất cả hệ thống. Và họ rất văn minh ở chỗ là rõ ràng nhé, Tuyền ở cách xa tôi hàng nửa vòng trái đất, nhưng nếu như Tuyền có thẻ và cái thẻ đó Tuyền mua kích hoạt, ví dụ một sản phẩm Tuyền mua 1 triệu, thì công ty mặc định họ sẽ trả tôi một chút chiết khấu, tại vì cái công tôi hướng dẫn đào tạo anh em bạn bè, và họ thay vì họ trả cho đóng thuế cho nhà nước cho quảng cáo thì họ sẽ trả cho tôi. Thì vậy gì, khi mà Tuyền chẳng may Tuyền có người mà tiểu đường, huyết áp, hút mỡ máu mà Tuyền không có thời gian chăm, Tuyền bảo thầy ơi, thầy ơi, thầy chăm em hộ em cái bạn đấy, thì chúng ta có 2 gói nhé, để nó rõ ràng hơn này, để tránh trường hợp nhất thiết phải sử dụng sản phẩm này. Không có nhé, chúng tôi không làm như vậy. Ví dụ người ta vẫn bị tiểu đường nhưng người ta không thích sử dụng sản phẩm, đúng không? Chúng tôi cũng chẳng cần bán sản phẩm. Và cái gói tiểu đường đấy là 8 triệu, 8 triệu trăm một người đó, thì tôi trả luôn cho Tuyền 30%, 30% cái chi phí là dạo tuyển sinh, đúng không? Nó có luật chơi rồi. Thì khi đó tôi chăm thì tôi sẽ lấy 70%, còn trong trường hợp Tuyền chăm, Tuyền bán được rồi, Tuyền chăm và thì Tuyền được ăn 70%, còn 30% để chi phí vận hành, đúng không? Đó là với điều kiện là không sử dụng dịch vụ gì hết nhé, chỉ sử dụng mỗi kiến thức như từ hôm giờ Tuyền học, bây giờ Tuyền chỉ dụng kiến thức không thôi nhé, đúng không? Kiến thức và công cụ là vận động giáo dục thể chất, thì có nghĩa là chúng ta được 30%. Còn trong trường hợp chúng ta sử dụng sản phẩm thì sản phẩm họ sẽ chia cho mình tối đa là tầm khoảng 45%, 45% của cái sản phẩm đấy. Ví dụ mua 1 triệu thì họ sẽ trả cho mình khoảng 45%. Thì cái công cụ đó ở bất kỳ quốc gia nào đó chúng ta có thể dạy một lần rất là vất vả, nhưng cả cuộc đời con người đó người ta sẽ dùng tầm khoảng mỗi người 1 tháng người ta dùng khoảng tầm 3 triệu sản phẩm, thì công ty nó tự động trả cho mình tầm khoảng tối đa 45% của 3 triệu sản phẩm đó. Có nghĩa là vận hành cái nhóm dinh dưỡng này, vận hành cái kiến thức, cái sản phẩm này là công ty họ vận hành, còn việc mình chỉ là học học và học trao, thì có rất nhiều công cụ trao thì chúng ta tự động tìm các công cụ khác để trao đó. Nó rất văn minh là như vậy nhá, và tách bạch rất rõ ràng này, bạn sử dụng dịch vụ nhưng không sử dụng gì ạ, sản phẩm, thì bạn có quyền lợi liên quan đến dịch vụ và sản phẩm. Còn nếu như bạn sử dụng sản phẩm không, bạn không sử dụng công cụ thì lại được chia thưởng ở cái mảng khác. Có nghĩa là có 2 mảng tách bạch rời, để tránh trường hợp là phải vào đây là phải sử dụng sản phẩm thì tôi mới có thể chữa được bệnh cho bạn. Không có nhé, không áp buộc. Còn trong trường hợp bạn muốn sử dụng cả 2 công cụ để cái gia tốc nó hiệu quả hơn thì tốt quá rồi, tuyệt vời rồi. Tôi có thể cam kết 100% là trong vòng 1 tháng bạn đạt được cái gì, trong vòng 1 tuần bạn sẽ đạt được cái gì. Cũng giống như tiền ban đầu là học chuyên đề tăng cân đúng không, nhưng tôi cũng chẳng bán buôn cái gì cả, cũng chẳng động viên cái gì cả, chỉ là chia sẻ các cái công cụ đó, và tuyển hoàn toàn có thể chủ động. Nhưng sau khi mình biết rằng là à mình sử dụng tất cả công cụ thì gia tốc có sẽ đạt hiệu quả cao hơn, và huấn luyện viên họ mới cam kết được 100%, còn không họ chỉ cam kết cái khoảng từ đấy đến đấy thôi, đúng không? Thì bài của ngày hôm nay rất là ngắn thôi, là
nhóm dinh dưỡng, và nhóm này trên toàn thế giới nhé, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam mới có, tất cả các quốc gia mà bán cái sản phẩm này đều có hết. Và họ rất văn minh ở chỗ này. À, đây tôi chia sẻ luôn cái mail mà ngày hôm qua tôi mua hộ Tuyền nhé. Không biết máy này có dùng mail không cơ. Máy này không sử dụng mail được. Đại ý hôm qua là tôi mua hộ Tuyền một sản phẩm, thì mấy chắc là một hai hôm nữa là Tuyền nhận được thôi. Cái bộ sản phẩm đấy là tôi ngồi ở đất nước tôi, nhưng tôi mua ở công ty đặt ở đất nước Tuyền và họ sẽ ship đến nhà Tuyền. Vậy thì làm gì có cái công ty nào ghê gớm được như vậy, đúng không? Mà ship toàn thế giới chỉ có 80.000 đấy, 80.000, 80.000 Việt Nam đồng đấy. Xin lỗi, ở quốc gia này ship 80.000 nhé. Quốc gia khác họ chỉ có thể chạch hơn và thấp xuống một chút xíu. Toàn quốc của họ cũng chỉ ship như vậy thôi. Và trong trường hợp sau này Tuyền có thẻ, Tuyền mở được thẻ thì Tuyền mặc định vẫn được giảm 25% luôn. Với công Tuyền học được mặc định giảm 25% trọn đời luôn. Mua một sản phẩm cũng được giảm 25%. Đó. Còn trong trường hợp muốn được giảm nhiều hơn thì phải học tập thôi. Phải chịu khó học nhiều hơn một chút thì mới biết rằng là à nó có giá trị, còn không mình dùng tiêu dùng thì mình được giảm 25% trọn đời. Vĩnh viễn. Với mua một sản phẩm cũng như 100 sản phẩm. Mỗi năm chỉ cần mua một hay mua nhiều tùy mình. Còn lâu quá mà trong vòng 1 2 năm mà mình không không mua thì họ sẽ lại khóa thẻ của mình, có nghĩa là không hoạt động, kiểu chật chỗ đấy, thì họ phải để cái mã số đấy dành cho người khác. Rồi. Đó nhá. Quay lại cái phần này. Thì đó là cái nhóm dinh dưỡng trên toàn thế giới và công ty nó đã có luật chơi rồi. Luật chơi này không phải do công ty chế tạo ở đâu nhá, mà là do tất cả các quốc gia đưa cái mảng là gì ạ? Đa cấp vào. Họ đều phải có luật giống nhau. Như bài trước tiền được học rồi, tại sao là không được quảng cáo trên thị trường rồi, đúng không? Tại sao không được bán trên thị trường rồi, đúng không? Tại vì tất cả quốc gia chấp nhận cho hoạt động bán hàng đa cấp là phải theo luật của toàn thế giới. Không được phép quảng cáo, không được phép bán trên web giá tiền công khai, mà chỉ được phép bán theo hạng mục chia sẻ. Và họ tập trung vào cái việc gì đó? Huấn luyện não. Họ không tập trung vào việc bán hàng, họ tập trung vào việc huấn luyện não. Thì tự động con người ta sẽ hiểu rằng cái gì có giá trị tốt hay không. Và họ cũng không động viên mình mua nhé. Họ trao cho mình tất cả công cụ giống như tôi trao cho Tuyền này. Và Tuyền hoàn toàn có thể mua hay không, thậm chí Tuyền làm thẻ hay không. Nói thật tôi chẳng quan tâm nhiều đâu. Có người ta thì Tuyền không có thời gian, làm liếc gì mệt lắm, đúng không? Tôi chỉ học cho tôi chăm sóc tôi thôi. Còn học thêm nữa rồi hết thời gian rồi, không cần học, biết là tốt nhưng không cần thiết. Đó thì rất nhiều người như vậy. Thì ở cái bài nhóm dinh dưỡng là họ đã trao cho chúng ta tất cả công cụ và nhà nước đã trao nhé, và họ đã trao, công ty đã trao, chúng ta không cần phải nghĩ tại sao lại phải có người chăm sóc, nó có quy trình chăm sóc hết rồi đó. Tuyền có khách, Tuyền cứ bảo thầy ơi chăm cho tôi, đúng không? Và cái người đấy được quyền chăm và được chiết khấu, và cái thẻ của người đấy thì mãi mãi ở dưới tuyến của Tuyền, nó có luật chơi rồi đấy. Ví dụ như bây giờ Tuyền là dưới tuyến của tôi, đúng không, thì Tuyền mãi mãi là dưới tuyến của tôi. Còn trong trường hợp Tuyền muốn chuyển tuyến thì phải có đơn lên công ty, làm đơn nên bảo ôi cái ông đấy, ông ở Việt Nam ông chả giúp được tôi gì, thế này nọ kia ông chán lắm, tôi muốn chuyển sang cái nhánh khác, thì phải có đơn, và đơn tùy từng cái đơn mới được duyệt, còn có đơn không được duyệt. Lý do họ nói rất rõ, họ chơi rất văn minh. Còn trong trường hợp mà Tuyền có 5 7 10 người hay 3 người gì đó mà người ta có bệnh tiểu đường huyết áp luôn nó máu, Tuyền muốn chia sẻ nhưng Tuyền không có nhiều thời gian, chỉ thi thoảng mới chăm được một buổi buổi thôi, chứ không phải buổi nào cũng chăm được thường thường xuyên như này. Thì Tuyền gửi cho tôi, thầy ơi thầy chăm hộ em với người này, thì cái người đấy tôi chăm và họ ở dưới tuyến thẻ của Tuyền. Và tất nhiên này, họ khi Tuyền được chiết khấu thì công ty họ cũng trả tôi một chút xíu. Ví dụ như là họ cái người đó họ mua sản phẩm thì Tuyền được giả được khoảng 25% chẳng hạn của cái sản phẩm đó, thì tôi được khoảng 1 2%, có nghĩa là tôi có được nhé, chứ không phải không được nhé. Vậy thì tôi chăm hộ Tuyền n người thì tôi cũng được mỗi người 1 vài phần trăm, thành ra là ít để thì nhiều, góp gió thành bão. Vậy thì có nghĩa là có một chút nguồn thu độc thụ động mà không cần phải làm quá nhiều. Có thể là rất vất vả ban đầu nhưng mà cái sự vất vả này cũng có đội nhóm hỗ trợ, chứ không phải mình làm bằng chết, mình không còn thời gian, đúng không? Vậy thì có nghĩa là Tuyền, khi Tuyền có thẻ, mặc định Tuyền có thể gửi khách toàn thế giới. Tuyền có bạn ở Canada, ở Mỹ, ở Úc, ở Việt Nam, Tuyền có thể gửi cho những cái nhóm ở Canada, Úc, Việt gì đó mà không cần phải trực tiếp chăm, đúng không? Đây chính là đội ngũ đấy, mặc định phát là có một đội ngũ khổng lồ luôn đó. Và mỗi quốc gia đều có những nhóm tổ chức như vậy. Rồi cái bài nhóm dinh dưỡng này Tuyền có thắc mắc gì về nữa không ạ? Không thầy. Không thầy. Chỉ có là thầy bảo bạn nào thì mở dùng cho em cái để em order đồ cho dễ thôi. Ok, chúc mừng Tuyền. Vậy thì chúng ta đã trở thành đồng đội ở tuyến này rồi đấy. Ok. Đấy nhé. Rồi tuyệt vời. Ok. Mình sẽ qua bài tiếp luôn. Thì thời gian cũng không có nhiều. Ok.
Ok thầy. Đây, cái bài này sẽ chi tiết hơn một chút. Đây nhá. Buổi trước ấy, tôi mua hộ Tuyền ấy thì nó rơi vào tiền Việt tầm khoảng hơn 2 triệu. Nhưng mà tôi bán lẻ là cái bán lẻ là áp giá không được bán lẻ cao hơn. Nếu bán lẻ cao hơn nhá là công ty họ khóa thẻ của mình và nhà nước biết rằng là mình lừa đảo. Đó thì công ty phải chịu trách nhiệm về cái thẻ của mình. Còn nếu như công ty không chịu trách nhiệm và tôi bán công khai cái giá này trên thị trường, ví dụ một cái nọ F1 mà nọ cao cao màu trắng đấy. Đúng không? Cái giá bán lẻ là 1 triệu 546 nghìn hai lọ, thì một lọ là nó rơi vào 7-800 nên cái giá cũ rồi. Còn giá mới bây giờ nó xấp xỉ 1 triệu. Như giá bán lẻ là xấp xỉ 1 triệu, nhưng mà giá tôi nhập vào thì được rẻ tầm khoảng 45%. Tôi gần như ở cái mức cao nhất rồi. Vậy thì cái công sức của tôi bỏ ra thì tôi phải được bán lẻ, đúng không? Thì sẽ giới Tuyền sẽ phải trả cho tôi tầm khoảng hơn 5 triệu. Giá thực tôi nhập vào hơn 2 triệu nhưng Tuyền phải trả tôi hơn 5 triệu. Thì công ty họ trả cho tôi tối đa là 45% đúng không? Đó, nhưng mà sau khi mà Tuyền làm thẻ đấy, Tuyền làm được cái thẻ đầu tiên mặc định được giảm 25% luôn. Còn trong trường hợp Tuyền mua một bộ sản phẩm nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 10 triệu Việt Nam đồng, khoảng tầm trên dưới 10 triệu Việt Nam đồng một chút đấy, thì Tuyền được giảm vĩnh viễn 35% trọn đời. Có nghĩa là mình được trở thành người tiêu dùng mua rẻ nhất sau từ sau cái lần đầu tiên đó đi, hoặc là cái lần N đó đi, thì Tuyền cũng mua một sản phẩm, mua một nọ canxi thôi cũng được giảm 35% so với giá niêm yết trên thị trường. Và lưu ý nhá, cái giá này là công ty niêm yết chứ không bất kỳ một doanh nghiệp nào được phép niêm yết. Là Amazon nó bán như này, Lazada, Tiki, Shopee hay là cái gì gì đó nó bán như thế là sai hoàn toàn, đúng không? Đấy là hàng nhái 100%, khẳng định luôn, và không có hóa đơn đỏ xuất ra. Đó, có nghĩa là bộ sản phẩm này chỉ có công ty Herbalife họ mới bán thôi, hoặc là Ulicity, hoặc là gì gì đó họ mới bán thôi. Còn các công ty khác làm gì có, nó chỉ có sản phẩm tương tự thôi và họ xuất hóa đơn của công ty họ thôi, chứ không thể có công ty là Siberia của Nga mà đi sản xuất cái loại F1 sách của Mỹ được. Nghe nó rất là phi lý đúng không? Và bạn này có cái giá công khai nó rất là bất hợp lý. Làm như vậy là hủy diệt thị trường. Rồi, tổng kết luôn bài này nhé. Khi mà Tuyền có thẻ thì Tuyền mua luôn một sản phẩm hoặc một sản phẩm bé xíu là cái nọ canxi, Tuyền được giảm luôn 25% trọn đời ở cái sản phẩm đó, hoặc tất cả các sản phẩm khác của công ty. Còn trong trường hợp Tuyền mua tầm khoảng trên dưới 10 triệu một chút, tùy từng quốc gia, tùy từng quốc gia nhé, tính với tiền 10 triệu Việt Nam đồng của Việt Nam ấy, thì tùy từng quốc gia thì được giảm luôn 35% trọn đời. Có nghĩa là họ kích thích tới là người tiêu dùng thông minh, và cái công bạn học tập từ bao giờ vất vả như vậy, và tôi trả cho bạn cái công quảng cáo đúng không, giải thích rất rõ về cái bài quảng cáo rồi, thì có phải là một cái lọ coca bình thường nó chỉ rơi vào tầm khoảng 800 đồng thôi, nhưng mà nó bán đến tầm mấy 8.000 đồng thì có nghĩa là tăng gấp 10 lần. Nhưng toàn bộ cái chi phí đấy là đồ để cho quảng cáo hết, thì thay vì họ chi phí quảng cáo họ cho cái công mình tự học tập, có nghĩa là họ quảng cáo cho mình rồi, họ lan truyền và lan truyền thôi. Còn tốt hay không là thị trường chứng minh, chứ chẳng ai nói tốt được. Tôi nói tốt là tốt, tôi không có tác dụng thì chả giải quyết gì cả. Cũng giống như cái bài vừa rồi mà học về gia tăng mạch máu đấy, thì toàn bộ công cụ này nhá, sau này Tuyền ở trong nhóm là Tuyền được bán hết những công cụ đó và được mặc định 30%, nhiều hay ít không nói làm gì, nhưng mà mặc định nhá là 30% luôn. Và chúng ta có đội ngũ với nhau, Tuyền tự tự nguyện tự động vào thì tự động là Kim cũng theo đội hết, tất cả mọi thứ thành theo đội hết, được gửi thoải mái tẹt ga tất cả mọi thứ. Ok nhá, Tuyền có thắc mắc gì về bài này không? Tức là mình mở thẻ xong, nếu như mà mình chỉ muốn được giảm 25% ấy thì mình mua một cái món đổi nhỏ thôi, thì là đương nhiên là mình 25% là ít nhất, nhưng Đúng mà không? nếu mà cái bộ đầu tiên mà mình mua ấy là bao nhiêu triệu gì đấy thì là Đúng mình sẽ rồi, giảm 35%, thì trọn đời. tất cả những sản phẩm sau khi đấy ấy, Mua một mình mua cái cũng gì được. cũng là 35%. Đúng rồi. Đó. Thì như thế này là mình đã được dùng giảm giá rẻ nhất rồi. Còn họ bảo giảm 50% trên thị trường là không bao giờ có giảm 50% đâu nhá. Không bao giờ có luôn. Kể cả trừ khi mua hộ nhau. Nhưng mua hộ nhau phải có hóa đơn xuất tùy từng quốc gia. Như Việt Nam là xuất là phải có hóa đơn đỏ thì đấy mới là chuẩn. Công ty họ xuất hóa đơn cho mình cơ mà thì mới chuẩn, chứ còn cái cá nhân làm sao xuất được. Còn nếu mà cứ mua nhặt mua bãi một giờ đất hỡi thì chết dở. Đó. Còn nếu mà ai mà bán được sản phẩm này ở trên website mà hay bất cứ chỗ khác bán, nó cũng không phải đúng mà thầy, tại vì Giả ở đây em 100% thấy luôn, Amazon cũng bán tương đối giả nhiều mà. 100% luôn. Thực ra Dạ. là không có hàng giả mà chỉ có hàng nhái thôi. Hàng nhái thì chất lượng của hàng nhái thì mình không kiểm chứng được, đúng không? Hàng nhái là có nghĩa là cái hàng đấy không được phép xuất trên thị trường và trở thành hàng nhái. Chính xác là như thế này này, Amazon họ bán những cái sản phẩm đó, nhưng cái sản phẩm đó là do cái công ty đó sản xuất ra chứ không phải là công ty của Mỹ Herbalife sản xuất ra nhé.
và cái hàng của bạn là hàng nhái. Nó cũng giống như iPhone bây giờ Trung Quốc họ nhái là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng họ không bán được ra thế giới, họ chỉ bán ở cái khu vực họ thôi. Ai mua thì mua, không mua thì thôi. Điều này hiểu không? Hình hôm bữa em gửi cho thầy là em kiếm ở trên Amazon đó, nhưng mà em không muốn mua ở đó cho nên là em mới bảo thầy Mua ở đó là cái công thầy. ty đó xuất chứ không phải của Herbalife xuất. Em đang mua hàng của Herbalife thì em phải vào công ty Herbalife, đúng không? Và em mua hàng ở Nhưng mà Amazon thì em phải vào không công phải ty là Herbalife. ví dụ như là của thầy mà thầy bỏ lên Amazon bán không được à? Sao em? Ví dụ nhá, ví dụ thầy có sản phẩm đúng không, em cũng mua được, bây giờ em mua được sản phẩm của công ty nhưng mà bây giờ em bỏ lên cho Amazon bán thì Bán lúc em được. đấy cũng là đồ đồ thật mà đâu phải là đồ giả đâu. Nếu em để lên mà sao Amazon bán thì em lỗ. Bán lỗ thì bán làm gì? Lỗ à? Đúng là đồ thật nhưng bán lỗ, đúng không? Thứ nhất là lỗ công ship này, thứ hai là lỗ cái gì em biết không? Tại vì Ừ, mình có thì nhập được có giá chi đấy đâu mà phí mình bỏ nó bán. đâu có. Thứ nhất là cái công sức mình bỏ ra học rất là nhọc nhọc mệt mỏi, vậy thì tại sao mình phải mua để bán lỗ làm gì, hoặc là bán bằng giá làm gì, hỏi chấm, bán bằng giá để làm gì, đúng không? Chắc chắn là không bán lỗ rồi, ít nhất là bán bằng giá hoặc là lỗ công ship. Vậy thì bán lỗ công ship để làm gì, nó có một loạt cái kiến thức đằng sau. Giả thiết như con người đó nhé, người họ có tầm khoảng 100 người ở dưới tuyến của họ, 100 người, 100 người dưới tuyến. Ví dụ như bây giờ tôi có tuyển là một và có thêm 100 tuyển nữa là 100 người. Nhưng mà bản thân tôi thì học tập rất là dốt, không bán được hàng, đúng không? Và cũng không chia sẻ được cho ai cả. Thì tôi muốn nhận cái quyền lợi là mỗi tháng 1%. Ví dụ 1% của 100 người đó, đúng không? Thì tôi phải làm sao? Mua một đống sản phẩm rất là to về, lém đi, hoặc là bán bằng giá để làm gì ạ? Để lấy cái chiết khấu của toàn bộ hệ thống. Thì cái này học sâu vào thì nó con số, nó liên là con số. Thì thường là sẽ có cái nhóm người này là thường ở những cái quốc gia, tất cả quốc gia đều có ít hoặc nhiều. Đây là cái hệ thống lách luật, bất kỳ quốc gia nào cũng lách được luật được. Cái sản phẩm mà bán ở trên cái website Amazon ấy, nó phải lật được cái mã code. Và chúng ta nói rất nhiều về cái mã code rồi đúng không? Nó phải lật được lại cái mã code. Nếu như cái mã code đấy đúng của cái ông Đặng Kim Toàn đấy, ví dụ như cái bài mã code này là bài 8, nó trả lời cái câu hỏi đấy. Đâu nhỉ? Đây. Nó phải có cái mã vạch này. Cái mã vạch đấy mà có cái người bán trên Amazon, cái tiền chúng ta đừng nhìn vào cái tiền, chúng ta nhìn được cái mã vạch. Tại vì tất cả những sản phẩm bán ở tất cả các website khác nhau, nó không bán một cái lô nào cho một cái công ty mà bán cho cá nhân. Cái sản phẩm của các cái công ty đa cấp này này, nó chỉ bán cho cá nhân thôi. Có nghĩa là thí dụ Tuyền mua một lọ canxi thì lọ trích luôn cái mã vạch này chỉ bán cho mỗi mình Tuyền thôi, không bán cho tôi. Và cái sản phẩm này rõ ràng là của Tuyền nhưng mà tôi bán thì có nghĩa là trở thành hàng giả. Tôi có thể vặn cái chai ra, tôi đổ cái gì vào ai biết đâu, đúng không? Đúng không? Chính vì vậy mà nó chỉ ship được từ công ty đến chính tay của Tuyền luôn, chứ không thông qua tôi luôn. Tuyền hình dung không? Còn nếu như cứ thông qua tôi thì có nghĩa là tôi không kiểm soát được. Ví dụ Tuyền bán lên Amazon nhá, Tuyền bảo rằng là Tuyền mua được với giá 50%, Tuyền bán lên Amazon đúng không? Ok, có. Nhưng cái người tiêu dùng nó có chắc chắn là Tuyền vặn cái nọ đấy ra, Tuyền đổ cái gì vào không? Tại vì không có cái mã vạch để công khai. Tuyền cứ để ý xem tất cả những cái sản phẩm bán trên Amazon hay là tất cả các cái website không bao giờ họ để lộ cái mã vạch này. Đấy là họ lách luật cho những người ít hiểu biết. Còn nếu như họ để cái mã vạch này nhất thì chúng ta hoàn toàn có thể khởi kiện họ, cái sản phẩm này đầy đủ chất hàm lượng vi chất hay là sai, hay là bị bìm sao, đúng không? Thì cứ để ý xem. Bây giờ lấy một một ví dụ nhá, Hợp Lai này. Hợp Lai Philippines liên quan đến tuận luôn một công ty luôn nhé. Chia sẻ mình. Đây, mình lấy ví dụ nhé. Tất cả những sản phẩm ở đây nhá, dựa vào hình ảnh thấy một phát này, họ đều có hình ảnh rất là đẹp, nhưng bầu đều giấu hết mã vạch hết, mã code hết, đố tìm thấy. Và tất cả những ai tìm thấy khóa thẻ luôn, nó có nghĩa là người thực bị khóa thẻ luôn, sai luật của công ty, sai luật của quốc gia, và họ khóa thẻ nhá. Hình ảnh ở đây thì có, giá thì có thể rất là rẻ, đúng không? Nhưng đều không có mã vạch. Tuyền có vẻ thì Tuyền vào thì xem nhé. Còn khi mà chúng ta mua hàng về là có mã vạch công khai và đúng là mọi người đều nhìn thấy mã vạch đúng không? Tuyền có thể tra bất kỳ đâu, bất kỳ công ty doanh nghiệp nào trên toàn quốc, chỉ cần lộ mã vạch ra code phát là biết ngay hàng giả. Chính vì vậy mà là họ đang lừa người tiêu dùng bằng cách là họ bán hàng thật hay hàng giả không biết, nhưng đều không có mã code.
đúng không? Cái mã code đấy chỉ dành riêng cho mình mà, cái thẻ đấy là chỉ có cái mã đấy của mình thôi. Đó, làm gì có, đúng không? Đố tìm tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào. Đó, không bao giờ có nhá. Còn nếu như tìm thấy nhá thì công ty họ khóa luôn. Còn nếu công ty không khóa thì cái quốc gia đấy họ khóa luôn công ty đó. Có ông sai luật chơi, đúng không? Ông ký một đằng, làm một lẻo, ông bị phạm luật nhưng phải đền. Và Việt Nam cũng như vậy, có rất nhiều doanh nghiệp để cho làm sao? Xin lỗi, có rất nhiều, có cái công ty của Việt Nam tạo ra rất nhiều các cái doanh nghiệp cá nhân, giống như tôi là doanh nghiệp cá nhân của công ty, đúng không? Và tôi để hở cái mã code, nó vạch cho phát họ khóa luôn. Họ khóa luôn tại vì tôi bán cái sản phẩm mới lên, đúng không? Đó. Không bao giờ có mã vạch, đố tiền tìm thấy. Vậy thì rõ ràng là hàng thật hay giả cũng không biết, và giá thành cũng không cần biết. Còn cái việc mình nói là tôi mua xong tôi đem đến tôi bán đấy là bạn nói thôi, chứ bạn không chứng minh được, trừ khi bạn lệch lật cái mã vạch cái ra cho tôi thì tôi mới tin, đúng không? Chứ còn không là bạn đang nói dối. Được hình dung rồi chưa? Vâng, Đấy. thôi cứ mở thẻ đi mua đúng thuốc để uống. Đấy. À, rất nhiều người Đời Việt em chưa tập uống nhiều thuốc như thầy đấy nhá. Như không này cần đấy đâu. Ví nhá dụ như Tuyền, như trường hợp của Tuyền ấy, thì chỉ cần dùng hai cái này là chính này: em uống một là đạm, vitamin. protein; hai là canxi; ba là lô hội. Ba cái đấy là chính. Còn nếu như mà muốn sinh thì uống thêm cái trà, đấy nó là nước nội bào đấy, nó là Vâng, bốn trà sản thì phẩm có đó. uống. Đó thì chỉ cần bốn cái đấy thôi, Nhưng mà không còn cần gì thuốc kia nhiều. nữa, em vẫn phải uống vitamin này, đúng không À, thầy? Phải uống vitamin thì vitamin tôi nghĩ rất này. dụng quá rồi Dầu đó. cá uống theo kỳ thôi đúng không? Uống Đúng 2 rồi, tháng thôi đúng không? đúng rồi, Cái gì nữa? Canxi. đúng rồi, Đấy. Thế là tăng xương. đúng rồi. Canxi và glucosamine, nói chung là những thứ đấy thì mình không mua ở đây thì mình cũng mua ở chỗ khác thôi, đúng không? Cái đó em đã vẫn đang uống rồi. Ừ đấy, thì không mua ở chỗ này thì mình vẫn mua ở chỗ khác thôi. Nghe thì có vẻ mua nhiều thế, uống cái tiền đâu ra, nhưng thực ra mình không uống ở chỗ này, mình vẫn uống ở cái hãng khác thôi mà, như nhau cả mà. Không, Mà mình mình thấy không cái ăn này sáng cái em F1 mới ấy mới. thì mình vẫn ăn sáng khác ở chỗ khác thôi, các món khác thôi, và cái công của mình bỏ ra thì cũng chả kém gì cả. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng thực ra mình vẫn đang dùng, đúng không? Tổng kết ở một chỗ vậy thôi. Vậy thì bài của ngày hôm nay là Tuyền đã biết được cả về tại sao họ lại mua với cái giá rẻ nhất ở công ty và họ bán lên với cái giá đấy. Đố họ dám đưa ra cái mã vạch này. Tôi không cần biết họ đúng hay sai luôn. Đấy, cứ có mã vạch này tôi xin lỗi luôn, công ty khóa luôn. Trên toàn thế giới họ khóa luôn. Cái công họ tạo ra khoảng 100 cái người dưới tuyến, nó là biển khổ chứ nó không phải là khổ đâu nhá. Ví dụ như là tôi động viên được Tuyền mở thẻ là cũng phải đơn giản đâu, mất cả 5 giờ rồi đấy, đúng không? Đó thì bây giờ tôi mỗi một lần tôi làm một người như tôi mất toi 1 năm thì cuộc đời tôi chắc được giỏi lắm, mình chỉ làm được sống 100 tuổi, làm được 20 người để thật xuống lỗ là vừa, đúng không? Cái này nó có thêm một cái thú vị nữa nhá, cái này nó có thêm một cái thú vị nữa này. Toàn bộ cái data khách hàng này sau này Tuyền có thể cho con mình, có nghĩa là trong trường hợp mà Tuyền có tầm 20 người dưới tuyến, mỗi một người ta sử dụng tầm khoảng 10 triệu ví dụ đấy nhá, thì có nghĩa là 200 triệu một tháng, và Tuyền được chiết khấu tối đa là 45%, ví dụ được chiết khấu được tối đa đạt 45%. Giả thiết như họ sử dụng 200 triệu một tháng của 20 người, mỗi người dùng 1 triệu thì là 200 triệu một tháng, thì mỗi tháng Tuyền được khoảng tầm 45%. Và trong trường hợp Tuyền có thể thừa kế lại, có thể mặc định thừa kế lại cho người gần nhất khi ký hợp đồng nhé, ký hợp đồng Tuyền sẽ thừa kế lại toàn bộ cái tập khách hàng và cái nguồn thu thụ động chủ động từ cái công việc này cho con mình, cho cháu mình hay gì đó đấy. Nó có thêm một cái thú vị là như vậy, nó bảo vệ, có nghĩa là nó huấn luyện não bộ người ta đấy, nó rất văn minh ở đấy, chứ không phải là làm xong rồi sau này mình xịt thì thôi đấy. Nó văn minh thêm ấy, nó có rất nhiều thứ văn minh đấy. Và khi mà mình đạt được những cái thẻ đặc biệt nhá, là mình cũng có nghiễm nhiên trở thành những cái công dân của quốc gia đấy, họ tặng thưởng những thứ rất đặc biệt. Thì cái này nghe được nó xa vời quá, nó ngáo quá, thì thôi mình chỉ biết là nó có thôi. Còn khi nào chạm tới thì tôi cũng chưa chạm tới, tôi biết chính xác là Mỹ nó có cho một cái thẻ xanh, nó cho một cái thẻ xanh luôn, mà khi tôi đạt được vị trí là kim cương, nó có một cái vị trí ở trong đây là vị trí kim cương, thì mặc định nó tặng mình một căn nhà ở bên đó, ở chỗ nào thì mình cũng chưa biết. Thực ra thì mình cũng chưa thấy cái ông nào trên tuyến mình nhận được cái điều đó cả, ông có khoe đâu mà mình biết, đúng không? Thì mình biết là công ty có làm điều đó, còn những người đạt được điều đó thì chưa thấy nói, thì mình cũng chưa biết, nhưng mình chỉ biết là công ty có điều đó. Đó rồi, Công bài ty lớn tập này chẳng hề đơn giản. đấy, ví dụ thế. Thì đối với một số người thì họ thấy cảm thấy rằng đơn giản, còn mỗi một số người mà làm cái bán những cái bột này thì đúng là nó là cả bầu trời khó khăn, đúng không?
phải hơi quá đấy, ai mà sang Mỹ để mà làm động lo cơ đi mà. lo bán. Ừ. Thế có được cái căn nhà ở Việt Nam thầy À, còn nếu mà nhà Việt cố Nam thì cũng chưa biết, trời chưa thấy chị nói chưa thấy nói nên cũng chưa dám em biết. nói muốn ngược lại À, khi nào về đây chơi, à, hôm nào kết nối ông đi, hôm nào kết nối ông đi, bận tới là cả hội bắt đầu chuẩn chuẩn bị làm một cái dự án mới, là mua khoảng một khu khoảng tầm vài hecta và chuyển thành văn phòng của hội ở đó. Thì khi chuyển thành văn phòng của hội thì nó sẽ có một loạt các cái dịch vụ mình được kinh doanh đó. Thú vị lắm. Nếu như ông ở đây thì ông Cái biết kinh thừa cái đất doanh trang trại đó, cái đất trang trại là được sử dụng trong vòng 80 năm đấy, 60 đến 80 năm. Và đất trang trại đấy mua rẻ lắm, vài tỷ, nghìn mét, 10.000 mét. Trong lớp cô luôn có một anh giám đốc công ty chứng khoán thành phố Hải Phòng. Anh đang có khoảng 10.000 mét, anh bán khoảng 4 tỷ rưỡi ở ngay mặt đường, bám sát mặt đường 100 mét nhé. Và mặt đường đấy là mặt đường gom của đường cao tốc, ngay dưới chân trạm thu phí của thành phố Hải Phòng thôi. 10.000 mét. mà tức là người ta không có sở hữu hoài bao Bìa nhiêu đỏ năm đàng sau phải hoàng, trả cá lại. nhân, bìa đỏ cá nhân. Và đất đấy là đất hợp đồng 80 năm, nó cũng giống như là đất thuê nhà 80 năm đấy. Mình được thuê trong tầm vòng 80 năm. Đó. Và bìa đỏ cái tên của cá nhân đó đàng hoàng. Đất đây được gọi là đất trang trại. Và bây giờ ở Hải Phòng thì khá là nhiều người, thậm chí là nhiều thành phố họ vẫn mua đất trang trại bình thường mà. Đất trang trại 80 năm sau rồi thì cũng hợp thức hóa hết còn đâu nữa. Đúng không? 80 năm thì mấy đời của mình rồi, để ý làm gì, đã xa quá. Vẫn bán buôn không dùng, bán đi bán lại sạch. Thậm chí có thể bán đi bán lại sạch. Đó, ai có nhu cầu thì cứ sử dụng. Tuy nhiên cái đất trang trại thì nó có cái nhược điểm là mình phải sử dụng và vận hành theo cái mục đích trang trại. Thì ở Hải Phòng có thêm cái phim trường Galaxy đấy. Tuyền nghe đấy, phim trường Galaxy ở Cầu Giào không? Nổi tiếng luôn đấy. Không, Đó. lâu lắm rồi không. Họ vận hành luôn là du lịch nghỉ dưỡng. Du lịch nghỉ dưỡng chứ không phải là du lịch hưởng thụ nhé, chính là chỉ gọi là nghỉ ngơi và dưỡng sinh một tí trong vòng một một hai ngày thôi, cái kiểu giống như du lịch trải nghiệm đấy. Sống ở ngoài rời, xong ở trong cái lều nước linh tinh các thứ, người bắt cá bắt tôm câu cá câu mèo cho trẻ con chơi đấy đó. Rồi bài của ngày hôm nay là tổng kết về phần dinh dưỡng nhé Tuyền nhé, còn các cái khác lặt Vâng. vặt thì khi vào công ty thì họ mới dạy tiếp. Ví dụ như cái nhóm dinh dưỡng thì tôi dạy được, cái phần chia lợi ích thì tôi dạy được, còn đầy đủ chi tiết hơn đằng sau này các cái vấn đề khác thì nó có nhiều lắm, nó toàn slide như này thôi, nhiều vô cùng luôn, thì tôi sẽ gửi dần nhá. Tuyển cứ mắc đâu thì tôi gửi đến đấy. Vậy thì lát nữa sẽ tính tiếp nhá. Bài ngày hôm nay Vâng. là kết thúc về phần dinh dưỡng, còn Tuyển cứ nghiên cứu đi, ngày mai ngày kia thấy cái gì mà Tuyển muốn đào sâu thì tôi sẽ hỗ trợ Tuyển đào sâu cái đó. Ví dụ thích phần đường đào sâu triệt để phần đường, tất cả mọi thứ về phần đường. Còn nếu mà tổng kết như này thì nhiều quá, nó sẽ làm cho mình loạn. Và trong trường hợp Tuyền muốn xây kênh, tôi có thể hỗ trợ hoàn toàn Tuyền xây kênh free luôn, không có chút nào cả, mặc dù gói xây kênh là khoảng 100 ấy. Ừ. Sao lại free được thầy? Phi được, yên tâm, cái gì phi được thì phi được, còn cái gì khó quá thì phải cầm tay chỉ việc thì nó sẽ phức tạp hơn, còn cái gì có video thì cứ gửi, thế làm theo tôi dễ mà, mắc đâu sẽ hỏi. Ok nhá. Còn cái gì đó khó quá thì bắt đầu mới phải, thí dụ là Tuyền muốn là em cần cái vấn đề này, nó tăng tần khoảng 10 hay 20 người xem trong vòng một tuần, thì nó có công cụ rồi, thì buộc khi sử dụng công cụ thì tôi cũng buộc phải đi thuê chứ không thể là tự tạo ra được. Ok nhá. Thì Nhưng mà gửi thầy thầy em làm kênh của thầy thường là thầy tự nhiên hết hả? Thầy tự nhiên tự luôn, nhiên không hết, thầy thầy không không chạy chết gì cả, động tự hết nhiên vào. 100%. Thế nên tại vì thấy thầy cái ba xây kênh cho cả vợ thầy cũng nhanh lắm mà. Ừ. Nói Tự chung nhiên là em 100%, không dùng công cụ, bất kỳ công cụ gì cả. Tự nhiên nó có hay thú vị này, là chỉ có những người có nhu cầu người ta vào xem. Còn chạy kênh là thu hút cả những người ta xem chơi hoặc là xem cho nó vui. Đó. Thế cái bây giờ mình cần xem cho nó vui, người ta hỏi ra đau hết đầu mình không trả lời được đâu. Như ngày hôm qua tôi trả lời khoảng 10 khách và bây giờ tầm 9 giờ là đi đón một bạn này. Đó. 9 giờ. Đấy, đi đón một bạn chốt luôn được tầm khoảng 50 người ăn chay sai cách. Họ thi ở Yeah. họ họ tu tập ở trong đạo hòa, Cao Đài Hòa Hảo, cái đạo vừa rồi nói chuyện đấy. Và 50 người đấy ăn sai 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 ăn chay sai khách hoàn toàn. Tôi chỉ cần làm sao đến và chia sẻ tất cả những thứ như này lên một cái slide, máy chiếu hoặc là tivi, và hàng ngày tôi phải đến đấy tôi dạy vắt 50 người cùng lúc, nó sẽ nhàn hơn. Đó. Làm việc như kiểu thầy thú vị nhỉ. Ừ, nhưng mà đi chơi khắp nơi cả. Như hôm nọ đi Cô Được Tô nhá. Hôm 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 qua hôm kia đi Cô Tô nhá, ra là chốt luôn được anh phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin ở ngoài đó, và thành lập luôn cho cái bạn Ngọc dạy yoga ngoài đó là một cái câu lạc bộ của huyện đảo. Tức là trong vòng có 10 phút tôi quen được luôn anh ấy và mời anh ăn cơm buổi tối, và hôm sau thì anh ấy mời về nhà anh ấy xem cái cảnh.
Anh ấy thì hơn tôi 2 tuổi, sinh năm 79, vừa tiểu đường vừa gút, mới mổ tim được 1 tháng rưỡi. Có rất là nhiều Trời tiền nhưng mà không ơi, thọ đâu. Có nghĩa là cái tuệ của người nào đó, người ta thấy mình là có giá trị thì tự động là anh em mới chơi nhau đó. 5 phút là quen thân luôn. Tôi có thể khẳng định với Tuyền là tôi đi bất kỳ tỉnh thành 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 nào trên toàn quốc không mất một xu nào luôn, mà về còn có tiền. Đó, đi đâu có người bao ăn bao ở, ăn ngon luôn. Đấy. Trước giờ vẫn đi mà, cho nên cứ rảnh cái đi, cái đi du lịch có giờ mất tiền đâu mà. Đi du lịch chỉ có thêm tiền đấy. Về sau lại có thêm bạn, lần sau đi cô đến lần sau mà đi quay lại Cô Tô nhé thì họ yêu mình say đắm luôn, có đội tuyển đi ra thế đón mình luôn. Đó. Nhưng mà không phải đồ đoán thầy theo kiểu cấp. luyện em thành trợ lý cho thầy Ok, đơn giản mà. Nhá. trợ lý tuyến Mỹ. Ok, chuẩn Ok, luôn. Yên tâm nhá. khách Việt kiều nhá. Chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn, chỉ cần cứ tự học là được. Cái năng lực tự học như thế là tốt lắm rồi. Và bây giờ cứ tin nhau một chút, có công cụ thôi. Chứ mình thấy cái gì không phù hợp thì mình dừng lại, không sao cả. Nhá. Yên Vấn tâm đề nhá. là thầy phải chỉ cho em đi đúng hướng thôi, em chẳng biết đi hướng Đúng rồi. Cứ bước từng bước một. Cứ mỗi hôm một chút, mỗi hôm một chút. buổi sau mình học cái gì thầy? Buổi sau thì Tuyền thích học cái gì thì Tuyền nhắn sau, cứ bình tĩnh cứ cân nhắc đi. Có thể buổi sau học về thiền đi, thiền vô cùng thú vị luôn. À, đúng rồi đấy. Thiền là huấn Thiền đi luyện để não ấy. em buổi sau em hết cái này để em cũng sẽ đi thiền Ok, đấy. Đi thiền bây thiền giờ đấy rất nhiều người lầm đường lạc lối đấy, thậm chí trong lớp thầy. tôi nhiều người lạc lối lắm. Thiền sai cách là mất thời gian. Đó, xong sống cuối cùng mình chán thì phiền lắm. Thiền nhá, là Thuyền được biết Ok. thiền biết vào thiền thì Thuyền sẽ biết cách chế tạo tất cả những thực phẩm chức năng này luôn. Thực ra là học xong Nhưng cái mà phần đầu thiền mình theo cũng kiểu chế của tạo rồi. thầy là thầy thiền kiểu thầy là thầy là phải tập đúng không? Thiền là mình thiền trong động tác. Mình thiền trong động tác, thiền trong tư thế, mình gọi là hành thiền. Chứ không ngồi một chỗ mà thiền đâu, hành thiền là chính. Hành thiền thì có thể nói Thiền chuyện đấy cũng thiền này. Có giá hành trị luôn. thiền Đó, vừa làm vừa thiền, chứ không phải ngồi một chỗ mà thiền. Ngồi một chỗ mà thiền là trong trường hợp mà ngớp ngớp rồi hết sức rồi thì buộc phải đi hút năng lượng thôi, chứ không phải tự có được đâu. Phải hút đấy, có cả công cụ đi hút năng lượng của người khác và người thực vật thực dẫn chứng đầy đủ luôn. Có người là không có sức thì buộc phải mượn ngoại lực, thì họ có thể dùng thiền gì, thiền tĩnh hoặc thiền động hoặc thiền gì đó tùy. Và có cách hút năng lượng của người khác rất là dễ, hướng dẫn hết, chia sẻ hết. Và có cách truyền tải năng lượng của mình cho người khác cũng rất là dễ, khoa học đàng hoàng chứ không phải ma mị nhé. Đó. Mình dừng nhé, vâng lý do mình đi dừng là thầy. phải di chuyển luôn. Ok Ok dạ nhá, ok cảm ơn Tiền dạ rất là bye thầy. nhiều nhé.